ở ấy ấy. Ở xin chào các bác nhé. Mảng bệ Lulu đấy. Vậy thì vừa rồi các bác mới tỉa lá xong cái tác phẩm Si Búp Đổ. Đẹp quá anh ạ. Vừa mới tỉa xong. Cái này đợt trước nó gần bờ ao Đỏ Chót anh kìa. Cái này mà lúc trước là anh em để ý nhiều, lúc trước có ông đang lên nhóm bán 8 triệu 8 này. Đấy. Một tác phẩm Si hoàn thiện. Giờ chỉ đợi bông răm dày quá nhé. Đây các bác để ý, các bác cứ bảo làm bông răm xanh Si à, Si khó xanh không phải đâu nhé. Đây. Sau các bác giật ra để làm nó cũng dày như xanh thôi. Đợi nó bật mầm nó dày ra chơi rất là phê. Con này là một cái tác phẩm Si Búp Đổ các bác nhé. Ôi dồi. Này sao nó bật bụp đến đỏ au. Đỏ au như là cái Búp Đỏ Chót các bác nhé. Cái này đỏ chót luôn. Búp này đỏ như búp Tường Vi. Theo dự tính là con này khoảng tầm bao nhiêu lâu nữa xong anh nhỉ? Mịn tít bông răm nhỉ? Cái này thì bây giờ vừa chơi vừa dưỡng thôi, vừa chơi vừa nới vừa dưỡng thôi. Nó như cái bông bên này anh nhỉ, bông bên này dày rồi. Quay từ dưới lên cho các bác nhìn nó rõ đấy, bông răm. Đấy, cái tầm này, những cái tác phẩm này thì vừa dưỡng, vừa làm răm, vừa chơi rồi các bác nhé. Cho đi chơi cũng được rồi, những cuộc chơi triển lãm nó đi chơi được rồi. Cũng khá là nhanh rồi các bác nhé. Đấy. Xuống đi bộ nhá. Tuần Pháp chọn những cây chất xì đẹp như này, nuôi nó mới thích các bạn. Cây này từ lúc phôi về đến lúc tạo tác đến hiện tại là khoảng tầm bao nhiêu lâu rồi anh Phương? Nó cũng khoảng 5 năm rồi. 5 năm rồi cơ. Cũng lâu rồi nhỉ. Đấy. Thế cái này nó làm từ những cút trong ra anh nhỉ? Ừ. Chắc là phải lui từ cái cút của ngọn này lên nào anh nhỉ? Thô sơ à, thế thì chắc phải từ đây lên anh nhỉ? Từ cái lúc vặn này nhỉ? Đúng rồi. Thế. Cổ to này các bạn. 5 năm. Nếu mà nó nhanh hay lâu nó liên quan đến cây có đường cút và tiếp thân, không phải nuôi tiếp thân thì nó mới nhanh. Đến cây nào mà kể cả Si hay là xanh mà đường tiếp thân nó chưa có mà phải nuôi từ tiếp thân lên thì nó mất rất nhiều thời gian. Đúng rồi, chủ yếu nuôi lâu cái tiếp thân này nó nhỉ. Nó dữ liệu nó sẵn tiếp thân hoặc là nó có đường thân rồi thì mình nuôi tay ra thì nó nhanh hơn nhiều. Thế là tính ra là cây này khoảng tầm kém một đợt một năm nữa là bằng cái cây Ngũ Đại Tướng Quân đấy anh nhỉ. Đúng rồi. Cũng bằng nhau, nuôi một cây to một cây bé thì tất nhiên là cây to nó sẽ đem lại cái thành quả về nghệ thuật và thành quả về kinh tế nó cao hơn. Đấy, nó thật như vậy. Đây là các bác cần nhắc, chơi đồ to nó có nối hay đồ to. Đấy, quá thèm một cái đường răm chạy này. Rất rất đẹp. Đợi nó lấy bông tiếp. Si này thì sau này nó Si này sau này răm nó già răm lên thì là nó bắt đầu nó nổ cục kiểu như ruối. Nó kiểu như răm san hô anh nhỉ. Đây. Nó cũng hệ kiểu như ruối. Nó nổ cục ở đầu lên. Đấy. Tác phẩm Si Búp Đỏ coi nhé. Đây các bác này. Cái lá rất dày và nhỏ nhé. Tổng thể bông bóng rất là hài hòa. Mưa này anh xịt nước. Nhưng mà em thấy để chụp ảnh không thì nhìn nó đẹp hơn xịt nước và sợ nó nhìn. Vâng. Mưa này chụp anh cứ để không chụp thì đẹp. Anh cứ chụp thử hai kiểu, trong kiểu nào nó sáng thì chụp. Bồng bóng rất đẹp. Nói chung là không tay nào bị đè tay nào coi nhé. Các bác để ý xem tay nào cũng rành mạch rõ ràng hết. Không tay nào bị đè. Nhìn từ trên xuống này. Hôm nay trời là hơi bị tối một chút. Cái này hầu như là cái cành đến nứa là bấm anh nhỉ. Ngồi Si là nó
những cái mầm nó vọt lên trước nó sổ sổ ra một tí là phải bấm, chứ không có là nó những cái yếu hơn là nó sẽ bỏ. Đúng rồi, em nuôi xin thời gian em cũng thấy như thế, em muốn nuôi một tay kia to tay kia không lên nổi. Đúng rồi. Mà chứ... để lâu quá là nó bỏ răm, cho nên chỉ vừa phải thôi là lại phải lọc nó đi. Sau này khi nó cụt răm rồi nó không phát triển mấy, nó săn vào rồi thì nó đầy bóng rồi nó không phát triển mấy thì gần đỡ. Còn khi cây mới xong là cứ nhiều các cái mầm này đây này nó rong lên này. Là nó chỉ dồn chất dinh dưỡng vào đấy. Dồn hết vào đây. Nên mình đến cái tầm đủ thì mình chưa làm triệt để thì mình khống lại cái đầu này. Khống lại cái đầu này thì nó ngắt độ phát triển lên thì nó nghe mình hãm ấy à? Đấy hãm lại thôi chứ không phải cắt hẳn. Những cái răm con nó mới lại bật lên được chứ còn nó rút hết vào những cái đầu cuộng to này. Đấy các bác nhé, đấy là một cái kinh nghiệm cho anh em mới chơi và những anh em chưa biết. Thật ra đây là những cái kinh nghiệm xương máu chia sẻ các bác nhé. Không phải ai cũng chia sẻ này đâu. Phải đi cùng những đường dây như này thì nó mới được những cái đường tay đẹp như vậy. Đấy, em phải chạy sang thơ chăm cứu tí. Đúng rồi. Dồn nó ra nó không rồi. Ê. Theo như anh Phương thì cho em hỏi một chút là theo anh đã chăm sóc hai loại thì anh thấy si dễ hơn hay xanh dễ hơn? Nói chung thực tế khi đã hiểu biết về tính năng phát triển của nó thì loại nào nó cũng dễ. Đúng không? Đấy, nhiều người chia sẻ bảo là lúc thì bảo si là nhiều ưu điểm hơn mà hoặc là xanh nhiều ưu điểm. Em thấy là ở cái quan trọng cái khâu mình hiểu tính năng sinh trưởng của cây thì là mình chăm sóc mình thấy nó bình thường, không có gì là khó khăn cả. Có cái quy trình làm ấy thì nó khác nhau. Quy trình làm nó khác nhau là xanh thì có thể là cành cuộng nó mình thu nó hơi đuối hơn một chút cũng được. Khi thu nó lên mầm mới nó vẫn nở cuộng trong. Nhưng riêng si này nó chờ nó phải đủ tương đối đủ khẩu độ thì mới thu cút được. Chứ không có là khi si này khi thu xong là cút trong không lớn. Ây à. Thầm nào em thấy mà thu non đi thì nhiều lúc là nó chưa đủ khẩu độ thì để nuôi cái mầm mới để cho nó kéo nó nở cả cái trong thì loanh quanh thành ra cái mầm mới ở ngoài nó còn to hơn cả cái cút trong. Đúng rồi, em đấy thấy là đặc biệt của si. Xanh em không biết nhưng em thấy nuôi si nhiều ông là cắt sớm quá, nuôi cút ngoài nhiều, cái cút ngoài nuôi rút được nhưng nó không rút được trong thân. Đúng rồi, ở trong khi đã cắt rồi thì nó không nở là đáng bao nhiêu, cho nên riêng si là khi thu cút cắt giật triển cút một ấy, thì nó phải tương xứng một tí. Chứ cắt non là đến lúc nuôi là nó không nở trong. Khi nó đã bị chuyển mạch rồi là cái độ nở không đáng bao nhiêu. Đấy, vừa rồi đấy như nhiều anh em cắt sớm cái cắt nóng ruột thì mình đã chia sẻ là nếu mà xác định muốn nuôi lại cắt tịt vào trong nuôi lại mầm mới thì trong thân nó rút ra thì nó mới kéo được. Chuyển cút thì xanh thì có thể cắt hơi đuối một tí nó vẫn nở. Nhưng riêng si là nó không nở. Đấy là muốn lại là một cái kinh nghiệm chia sẻ rất là quý. Nên anh em chịu khó là cũng thích nó đến tầm để cắt nhìn nó cũng xót ruột. Nhưng nên kiên trì một chút. Bởi vì mình kiên trì một chút mình chậm có thể là vài ba tháng thôi là nó đủ khẩu độ là mình cắt được. Nhưng khi mình cắt đi để mà nuôi lại để nó nở to ra có thể mất 1-2 năm nó cũng còn chưa to được. Tốt nhất là kiên trì đủ khẩu độ thì cắt đúng không anh? Đấy, không vội được cây này, cái môn này khó lắm ạ. Mà nó tùy từng dòng nhá, đấy cũng không ai có thể là hiểu hết được đâu. Nói chung là những người như anh Phương chăm sóc gọi là từng tí một thì mới hiểu được. Mỗi một anh em có một cái cách chăm sóc và cách làm khác nhau. Đây là mình cũng nói lên về cái cách làm của mình như thế. Có thể có những bác và anh em có những cái cách cũng rất là hay, đáng để học hỏi. Mỗi người có một cái cách khác nhau. Chứ đây là cái quan điểm cách làm của mình chia sẻ là như vậy. Đúng rồi, nói chung là đấy là chỉ một số người em thấy là tạo tác những tác phẩm từ cái phôi lên thành công mà được anh em công nhận nhiều thì mới đứng trước máy quay mới dám chia sẻ thôi. Ví dụ như anh Phương bây giờ thì mới chia sẻ, còn như anh Nam Lê bây giờ còn đâu đa số một số anh em nhà vườn lớn hầu như làm cũng theo cái gọi là
cái ý tưởng của họ ít khi dám chia sẻ, đứng đứng trước để chia sẻ cho anh em lắm các bạn. Nên là bây giờ có những ngày xưa ấy, anh em học ở đến tận nơi xe, nhưng bây giờ đa số anh em mà mạng phát triển rồi thì anh em có thể xem trực tiếp trên mạng, thì gặp anh em chia sẻ kỹ thì các bác có thể là tư duy nhanh thì có thể cũng làm rất là nhanh, nhưng cái gì vẫn phải thực tế các bạn, vẫn phải học thực tế, giỏi đâu giỏi nhưng vẫn phải có thầy các bác nhé. Đấy là vừa rồi một chút kinh nghiệm anh Phương anh chia sẻ với quý các bạn. Đấy, các bạn thấy hay thì nhớ like đăng ký kênh để chia sẻ nhé. Đấy, tiếp theo những cuốn video sau Imosai sẽ chia sẻ những kỹ thuật khác nữa các bác nhé. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video Imosai chia sẻ.